đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Chúng tôi xin được kính chào quý vị khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com, hoặc quý vị có thể gọi qua số điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018. Từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến nghệ sĩ Phan Đình Minh ngày hôm nay. Chào anh Quốc Duy thân mến, thưa anh. Dạ vâng, xin được chào chú. Cảm ơn anh nhiều đã giới thiệu chương trình đến với quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth cũng như trên toàn cầu. Thưa anh, chúng ta đang vào cuối tuần thứ ba của tháng 10. Đối với người Công giáo thì tháng 10 là tháng mân côi và là tháng truyền giáo. Đối với những người dân của miền Nam Việt Nam, trước đây tháng 10 có một ngày lễ luôn luôn được nhắc tới, đó là ngày 26 tháng 10, ngày đầu tiên của nền đệ nhất Cộng Hòa. Và nếu nhắc về tháng 10 vào những năm trước thì cũng cuối tháng 10 đầu tháng 11. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, sau đảo chánh miền Nam bị đẩy vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Sau 55 năm nhìn lại, lịch sử viết rõ ràng, biến cố 1 tháng 11 63 chỉ là một cuộc tạo phản do ngoại bang chủ mưu và nhằm phục vụ quyền lợi của ngoại bang. Cuộc tạo phản ấy đã được thi hành bởi những tay sai bản xứ, những kẻ đã ngửa tay nhận tiền của ngoại bang. Cái tội của những người đảo chánh Ngô Đình Diệm là tội ngu dốt, không biết tình hình kinh tế, tình hình chính trị, tình hình chiến lược trên thế giới nó như thế nào. Họ làm một cái việc tự sát, tự hại mình, tự hại đất nước, để đi đến chỗ 12 năm sau phải đầu hàng Cộng sản. Thật là nhục, nhục cho những tướng lãnh đảo chánh và nhục lây cho cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Người khách mời của chương trình từ cánh đồng mây ngày hôm nay sẽ có tâm tình về điều suy nghĩ này nhân ngày 26 tháng 10, kỷ niệm năm 2018. Từ bên đi biển thành Dallas, xứ cao bồi, xin gửi lời chào về bên nơi biển, nơi mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn. Đến người bạn rất là thân quý đi mô biển biệt, để ai buồn ngẩn ngơ, xin gửi lời chào đến linh mục Nguyễn Hữu Giải. Thưa cha, nói cha nghe được con ạ. Ôi, tôi nghe được tiếng Anh rất là duyên dạng đây. Tôi cũng xin giới thiệu, tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, tổng giáo phận Huế. Giờ đây đã được về hưu dưỡng tại nhà hưu linh mục tổng giáo phận Huế. Như vậy là tôi đã mạng cuộc đời làm việc phục vụ rồi. Bây giờ chỉ chờ để mà lọt được cửa thiên đàng. chưa mãn cuộc đời đâu. Chưa mãn cuộc đời đâu. Con vừa mới nói với cha, có một cái bài hát của con viết cho Huế có tên là
Huế trong mơ và về thăm tình xưa. Từ ngày Nguyễn Hữu Giải rời sứ đạo An Bằng, con nói là ai đi mô biển biệt để ai buồn ngẩn ngơ. Thời tiết thưa sư Huế bây giờ ngày hôm nay thế nào thưa cha? Vâng, thì trước hết tôi xin chào quý đài và quý vị thính giả của đài trong buổi nói chuyện hôm nay. Hiện giờ thì tôi đã ở trong cái tuổi về hưu, cho nên cũng ít quan tâm tới giả các giáo sứ. Nhưng mà vừa rồi thì cũng có nhiều linh mục bắt đi khỏi giáo sứ một vài tuần. Thì họ thấy tôi vẫn còn đối chân khỏe, cho nên họ mời tôi về để giúp một vài tuần đó. Cho nên tôi cũng đi trong suốt 2 năm hưu này, đi về nơi ở một trên nơi cực nam của địa phận Huế, cũng như cực bắc của địa phận Huế, cũng như miền núi, miền đồng bằng, miền biển. Cho nên tôi thấy hiện giờ ở Huế, nói về người dân á, thì người ta cũng cam phần để sống trong cuộc sống thực tại của cực bắc. Còn người Công giáo thì vẫn nỗ lực để cố gắng sống từ đời sống đức tin và xây dựng một cái nền văn minh tình thương giữa đồng bào của mình. Đó là cái nhìn chung của tôi. Thưa cha, cha có nhắc đến phần cha mới trả lời cho con là tôi đã xong công việc trăng trắng vỗ tay reo rồi chưa đâu. Nguyễn Hữu Giải chưa xong công việc với công việc của Đức Chúa Trời đâu. Đừng có mong chết sớm, đừng có mong chết sớm. Còn trong phần nhập đề của con ngày hôm nay, con là người Bắc Kỳ di cư năm 1954. Con gia đình con thuộc ngoài Bắc, thuộc địa phận Bùi Chu. Và những người Bắc Kỳ di cư năm xưa luôn luôn có câu hát là toàn dân Việt Nam hay toàn dân Bùi Chu. Nhớ ơn Ngô Tổng thống. Cái chết được lập lại cách đây 50 mấy năm về trước. Cái chết mà Nguyễn Hữu Giải đang tìm đến để về nước thiên đàng. Bây giờ cái chuyện nó hồi hai, khi nào cha Giải chết thì là con sẽ nói về cha Giải. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói về cái chết của hai anh em cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu đi cha. Cha biết gì về cái chết này thế cha? Cha biết gì về cái cuộc cách mạng à? Con mới nói gay gắt lắm. Con nói gay gắt lắm. Vì con là người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Con nói cái cuộc đảo tranh nó làm nhục lây cả quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cha có điều suy nghĩ gì? Cha nói đi, con xin lỗi cha. Thì thực sự ra là 1954 tôi cũng ở bờ bắc sông Bến Hải, là con sông được tròn để chia đôi đất nước đó, thì tôi cũng bỏ cái vùng của Việt Cộng để đi vào Nam sống cái vùng tự do quốc gia, cho nên là tôi cũng hiểu được phần nào. Và lần đầu tiên tuy là nhỏ nhưng tôi cũng hiểu từ một cái chế độ vua quan kéo dài không biết bao nhiêu ngàn năm, bây giờ chuyển qua một cái chế độ dân chủ và Cộng Hòa. Và lần đầu tiên trong miền Nam hiện được một cái chế độ là người dân bỏ phiếu bầu người lãnh đạo quốc gia của mình, lãnh đạo dân tộc của mình, lãnh đạo cái đời sống người dân, là Ngô Tổng thống, là vị tổng thống đầu tiên được bầu theo dân chủ. Đây là một điểm son trong cái lịch sử của người Việt Nam, của chính trị Việt Nam. Nhưng rồi chúng ta thấy đó, thì trong một thời gian rất ngắn, rồi một số dân ồ ạt từ miền Bắc bỏ cộng sản vào Nam, thế mà chính phủ tổng thống Ngô Đình Diệm đã ổn định được đâu vào đó. Nhưng cả triệu người như vậy không phải là chuyện dễ. Bây giờ bao nhiêu người di tản đó, về chính trị, về kinh tế, thì các nước châu Âu mạnh như thế mà cũng vay vay, cũng khó khăn với này với khác sắp đặt với nhau mà cũng chưa ổn. Còn miền Nam lúc đó về một thời gian rất ngắn mà được quyết định như thế, chúng ta thấy đây là một tài lãnh đạo, một cái tấm huyết của Ngô Tổng thống đối với người dân nói chung và đặc biệt đối với người dân bỏ quê hương đất tổ, bỏ hết mọi sự,
hai bàn tay trắng chạy vào miền Nam này để sống tự do. Điểm thứ hai, thời gian rất ngắn nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm có nhiều kẻ thù, trong đó có kẻ thù là Cộng sản ở miền Bắc muốn phân lãng miền Nam. Cho nên Tổng thống phải đương đầu rất nhiều kẻ thù. Và chưa nói như lịch sử chúng ta biết có những cái thế lực ngoài bang cấu kết với nhau để muốn ép Tổng thống Ngô Đình Diệm phải đi theo con đường của ngoài bang. Nhưng chỉ sự Ngô Đình Diệm không phải là một cái người ham danh vọng, ham tiền tài, mà chỉ có ham phục vụ đồng bào Việt Nam mà thôi. Cho nên cái gì lợi cho người Việt Nam, đích Việt Nam trước rất đúng thì không chọn con đường đó. Con đường đó là những cuộc chiến. Vì vậy, dạ thưa cha, nghe là con không cho thưa cha giải. Vâng. Ôi chẳng nghe rõ tốt quá rồi, tạ ơn Chúa. nghe rõ. Cha đang nói về cái việc 1 triệu người di cư vào trong miền Nam và cố Tổng thống Ngô Đình Diệm lúc đó đã giải quyết một vấn đề rất là nhẹ nhàng cho cả triệu người này. Cha nói tiếp đi cha. Rồi, đó là một cái điểm son mà tôi đại một. Thứ hai đó là Ngô Tổng thống đã cho được cái hàng phục vụ nào đặc biệt rất nhiều để những cái rất nhỏ để ích thật nhau để ép Tổng thống phải làm theo ý của họ và phải nhường bộ cho họ những nơi điểm khác mà Tổng thống thấy rằng không ít lời cho đồng bào, không ít lời về lâu về dài. Và sau một cái thử thách như vậy thì thấy là cũng được đối với Tổng thống, cho nên người ta đã tổ chức một cuộc đảo chánh đầy máu rất là thê thảm trong lịch sử Việt Nam, vì Tổng thống đầu tiên của người dân chủ đã bị ám sát một cách giả mang. Và đây là điểm đau của người Việt Nam và là điểm đen của lịch sử Việt Nam. Và chúng ta sắp tới cái ngày mùng 1 tháng 11 là ngày kỳ ngày dỗ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đây. Và tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm lại chấp nhận đi vào cái chết trong lúc Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ở ngoài cái độc lập rồi? Có nghĩa là Tổng thống này có nhiều đường để đi chỗ khác, không bị nhóm đầu chắn bắt. Nhưng mà Tổng thống Ngô Đình Diệm nạp mình cho thì bang gọi là bang đầu chẳng đó. Tại sao như vậy? Trước mắt Tổng thống thấy rằng nếu chiến tranh xảy ra là phải dân độc lập tại giữa lòng thủ đô Sài Gòn thì người dân vô tội sẽ chết và rất là nhiều máu sẽ đổ thành sông. Cho nên Tổng thống không chấp nhận cái con đường đó. Thứ hai, quân đội Cộng hòa, Việt Nam Cộng hòa bây giờ là chia hai đánh nhau cùng một quân đội của một đất nước, bây giờ chia hai phe đánh nhau đổ máu một cách vô lý. Cho nên Tổng thống suy nghĩ theo tôi nghĩ đó, thà mình nộp mình, họ chí đi nữa, họ chết đi nữa, họ nhục nhã đi nữa thì cản cuộc đổ máu cho đồng bào, cho người lính chiến của quân đội Cộng hòa. Cho nên là ngài đã báo cho cái ban tổ chức đầu chẳng đó biết và tới đưa ngài về. Và trên đường đi về, ngài đã bị ám sát. Như thế là cái chết rất là vinh quang, chết vì dân tộc, chết vì đồng bào, chết vì quân đội, được bảo đảm khỏi chết. Chết thay cho người khác, đó là một cái chết là tuyệt vời, một cái chết danh giả vinh quang. Cha có nhắc đến vết đen của lịch sử Việt Nam. Cha biết lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua. Lịch sử ngày hôm nay cha đọc và nhất là chúng con bên này qua những điều
kỹ thuật mới đã nhận xét được là qua cái cuộc đảo chính 1 tháng 11 năm 1963 có những điều hèn. Điều hèn thứ nhất là nước Mỹ qua đại sứ Cabot không dám nhận mình là người chủ mưu, nước Mỹ là chủ mưu cuộc đảo chính. Đó là một điều hèn. Điều hèn thứ hai ở bên Việt Nam là những kẻ giết ông Nhật, đám ác ôn côn đồ. Đám ác ôn côn đồ, cái chữ này đó là chữ của ông Tổng thống Johnson mà con sẽ lặp lại một lần nữa. Hèn, không một tên nào dám nhận mình đã đứng ra chỉ mưu, chỉ thị giết ông Diệm. Hèn phải giết lén, phải nói lớn để chạy tội. Nhưng có một cái điều khí phách. Ngoài hai cái hèn đó, cha vừa mới nói, điều khí phách của ông Diệm đã không hạ mình xin ân huệ của ngoại bang, của Mỹ. Được suy nghĩ của con về những cái hèn và những cái khí phách như vậy, cha có đồng ý với con không, thưa cha giải? Vâng, thì Tổng thống Lý Diệm đã sống chết cho đất nước Việt Nam, chứ không phải là để danh giả hoặc là có quyền lực để có tiền để giàu thắng, có cái mục đích đó, hoàn toàn vì dân, vì nước. Cho nên Tổng thống đi con đường rất là ngay chính, là không đầu hàng ai hết, không hòa hiệp nhường bộ ai hết, để cho người dân được nhiều, và nhất là cái lịch sử Việt Nam về mấy người dài đó phải được bảo đảm. Cho nên Tổng thống có cái tâm lý như vậy mà ý thức là sống mình một cách là tốt đẹp như thế đó. Còn những người chủ mưu làm sao thì như sự phát biệt đó, thì có nhiều người, có nhiều chủ mưu mà đang kể với nhau để thành một lực lượng phối hợp trẻ để phụ chứa, để mà giết chết một cái gì cũng mà người ta đã nạp mình, người ta đang hoang nạp mình là mình phải tôn trọng chứ. Và ở đấy đồ hàng ở đấy là ở phải gặp để trao đổi, và theo cái luật thì dân chủ á, mà người dân mà cũng thích hoặc là một cái tổng thống thì có quyền thúc thế, nhưng mà đàng hoàng qua quốc hội họp, qua ủy dân tinh cầu ủy dân, rồi người dân không đồng ý gì mà khi lúc đó thì người tổng thống đó thì xuống thôi, rồi chính phủ ở đây không áp dụng cái nguyên tắc dân chủ mà áp dụng theo nguyên tắc bạo lực. Và đó là cái điểm dục á, điểm dục để cho lịch sử. Thì cha, tất cả những chuyện gì lịch sử ngày hôm nay, nhất là đối với nước Việt Nam viết đen như cha nói, đã được bạch hóa tại thư viện của ông cố tổng thống Lyndon B. Johnson tại thủ phủ của tiểu bang Texas, thành phố Austin, là ngày 1 tháng 2 năm 1966. Ông Johnson đã nói với ông thượng nghị sĩ McCarthy là họ đã bắt đầu với tôi về Diệm, bạn nhớ như vậy. Người ta bảo anh ta đã thối nát nên anh ta phải bị giết. Vì thế chúng tôi đã ra lệnh giết anh ta. Tất cả chúng ta gặp nhau và thuê một đám côn đồ khốn nạn ám sát anh ta. Bây giờ thực sự, chúng tôi thực sự đã không có tình trạng ổn định chính trị ở miền Nam kể từ ngày đó. Nguyên văn trong cái băng thâu của cố tổng thống Lyndon B. Johnson mà con đã lấy được đêm hôm qua. Tất cả những điều cha nói, những điều con nói, con thưa với cha, 12 năm sau ngày đảo chính đó, bằng thế lực này, thế lực kia, bằng cách này, cách khác, có cả những người đã đứng ra đảo chính, ông Diệm đã bỏ trốn chạy, và miền Nam Việt Nam đã mất vào tay Cộng sản. Từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, cái gọi là ngày cách mạng, cái cách mạng tức là phải tốt đẹp hơn. Có cái điều gì tốt đẹp hơn từ ngày đó cho đến ngày hôm nay không, thưa cha, thưa Linh Mục Nguyễn Hữu Giải? Đúng, cách mạng là phải tốt hơn. Có nhiều bây giờ mình không được giải phóng. Giải phóng người dân chẳng khô vì tề, mất những quyền dân phẩm. Bây giờ mình giải phóng để cho người ta đi vào trong cái quyền của người ta, dân quyền của người ta. Đó gọi là giải phóng, là cách mạng. Và bây giờ thực tế thì sao? Cả thế giới đều biết Cộng sản làm chi mà có nhân quyền, làm chi có tự do, làm chi có quyền dân chủ. Ngay
tổng thống Putin tiến đó. Ông là ở trong một cộng sản ra, ông là cộng sản cái riêng tợn nhất đem lại phá hòa chính cùng nhân loại. Chính ông là chủ nhân như vậy, bây giờ cộng sản Việt Nam chính ý như cha người thôi, chính theo cái vật đề là một cái chủ nghĩa mà tất cả thế giới người ta lên án rồi. Mà Việt Nam vẫn theo cái chủ nghĩa đó mà gọi là cách mạng, gọi là giải phóng. Cụ thể là miền Nam Việt Nam bây giờ đây, ngoài Bắc là tôi chưa nói. Có cái gì hơn, chắc là mấy chục năm đi, có cái gì hơn Sài Gòn ngày trước không? Cũng có. Ngay cái từ ngữ không á, mà bây giờ cũng đủ ra cái chuyện tiểu học. Thế như là 75 trở vào thì vào à, đủ ra bao nhiêu từ ngữ này, từ ngữ chính xác đủ hết. Và bây giờ đi lại cũng là tiểu học. Nữa thôi, tức là mọi nỗi mô cái vấn đề nhỏ, không vấn đề giáo dục thôi. Còn bao nhiêu chuyện tuệ toán bây giờ thì chính tính nhân đấy cũng nói, nhân đấy cũng phải cái gì nói đó, đạo đức xuống dốc, tham nhũng lớn nối, rồi cái nhóm lợi ích đó, là càng ngày càng chuyển thế. Thì từ đó, người dân là càng bao nhiêu đau khổ nữa. Thế là, ông này bắt lột thì, ông bắt lột thì dân càng ngày càng khổ, đói. Và tôi cũng thấy, người dân bây giờ cũng có nhà, có nhà xây đàng hoàng, nhưng không phải là do họ giàu có đâu, họ đi vay nợ nhà nước, nhà đường ngân hàng, về làm nhà làm cửa, rồi vì có nhà cửa như vậy mà có thể vay nợ tiếp, cho nên họ đi vay nợ để họ sống. Riêng cái người nông dân ở cái vùng miền Trung này, nhất là cái vùng Huế, Thừa Thiên, Quảng Trị đấy, thì vùng mưa rất là nhiều. Dù rất là đẹp, nhưng mà người ta vẫn nghèo, vẫn đi vay nợ. Rồi đến mùa gặt á, thì bán lúa trả nợ, rồi là vay lại. Như vậy, đây con người ở trên trần gian này, ở Việt Nam đó, là cứ hết nợ đây qua nợ khác. Hết người ngân hàng, tất cả. Như vậy đó. Thì làm sao mà gọi là tốt đẹp và giải phóng một cách mà người dân họ quá hiểu đi, bây giờ người dân họ quá hiểu cái rồi, thì có cái lớp trẻ học ở trong trường á, đi đâu đọc những cái tư tưởng cộng sản, cho nên nó chưa thấy rõ cái bộ mặt thôi. Nhưng mà còn những chị em, họ đã dừng ảnh tất nhé, đó là cái lựa được một phần nào, nếu có người thông, là những thông tin đại diện, còn để là thông tin trong miếng á, thì các em nói vẫn là đề cao cách mạng, đề cao giải phóng. Đó là cái thực trạng của Việt Nam bây giờ. Cái điều mà con sẽ phát biểu ấy, con sẽ nói bây giờ ấy, nó đúng vào cái điều niềm tin của cha và niềm tin của con. Cái điều mà con sẽ phát biểu ấy, nó cũng đúng vào cái điều mà cha với con đang nói chuyện trong chương trình Từ Cánh Đồng Bay ngày hôm nay, phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600, cũng như diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam về chiến sĩ Ngô Đình Diệm. Điều con phát biểu là chỉ có cuộc sống của một người cho những người khác thì cuộc sống đó nó mới đáng giá, nó mới đáng giá. Cũng có những cái chết mới gần đây ở tại Việt Nam mà cha theo dõi, hay tay chùm cộng sản mà trên mạng nói là trong 2-3 tuần nay nhiều tin vui quá. Những kẻ đàn em của nó đã có lúc đánh Nguyễn Hữu Giải trên đường đi làm lễ mà. Những kẻ đã có những lúc Nguyễn Hữu Giải phải bỏ miền Bắc của miền Trung. Con đã phải bỏ miền Bắc của miền Bắc chạy vào trong miền Nam. Con muốn nhắc đến hai cái chết của hai tay chùm cộng sản Trần Đại Quang và Đỗ Mười. Nếu nói về tôn giáo, có điều suy nghĩ của con thôi nhé. Chúa bảo là mình đừng phán xét người ta, nhưng mà nó tội lỗi như vậy, nó ác độc như vậy thì nó phải xuống địa ngục. Nó phải xuống địa ngục, có đúng không? Có đúng không cha? Dạ, thưa cha giải nghe được con không? Vâng, nghe rõ. Nghe rõ, bây giờ nghe rõ, chúng ta gặp nhiều khó khăn lắm. Chắc lẽ chúng ta phải thực hiện một lần khác. Trước khi chúng ta phải chấm dứt vì đường dây khó khăn ngày hôm nay, cha có đôi lời gì muốn nói với tất cả những người công giáo trên toàn cầu
nói với tất cả những người Việt Nam, nhất là những người Việt Nam trước 75 về ngày 26 tháng 10, cha nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt. Dạ, thưa cha. Vâng, tháng 10 thì chúng ta đã biết rồi. Đức mẹ mời gọi chúng ta dân trên này mình càng chuyện lên khối để mẹ dùng và ban sự bình an cho thế giới và ban sự tốt lành và cho hội thánh. Vì vậy khắp thế giới và đặc biệt ở Việt Nam, ở giáo phận Huế, ở trong vùng trên sống đấy, ở Quảng Trị đấy, người tích cực thẳng lệnh chuỗi, thẳng những lệnh chuỗi trong nhà thờ rồi kéo nhau về từng gia đình một, rồi là đọc chuỗi liên gia, rất là thuộc thẳng vui vẻ. Dù mùa đông thì thường là mưa lạnh, nhưng mà năm nay không được vì sao ở Huế thì chưa mưa chưa lụt, hơi độc hảo đấy, và người ta đi được kinh tình chuyện của cô rất là sốt sắng, và hy vọng rằng để cái sự sốt sắng của toàn dân như vậy thì Đức Mẹ sẽ can thiệp làm cho thế giới sớm được hòa bình, và đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta, cho dân tộc Việt Nam, cho đất nước Việt Nam được hiện tất cả những cái nhân quyền của Chúa ban cho người Việt Nam có quyền hưởng. Và một điều nữa là mẹ sẽ nâng đỡ để cho Việt Nam khỏi những cái tai ương lớn sắp xảy ra, mà người ta thấy có những cái dấu chỉ rõ ràng, đó là sự xâm lăng một cách rất là hòa bình của người Trung Quốc cộng sản nhiều vùng đất của Việt Nam, và ngay cả vùng Thừa Thiên Huế cũng như Quảng Trị đấy có những cái vùng đất đã thuộc hẳn của người Trung Quốc, bởi vì cũng không chi thế này thế kia, và xin Đức Mẹ thương để ban cho cái chủ quyền của người Việt Nam được bảo đảm, và người dân được sống chính đáng là con cái Chúa, mọi người trên cả đất cũng như ở cả Việt Nam chúng ta. Nhờ vậy kết luận chúng ta lắng nghe lời Đức Mẹ, tiếp tục lần chuỗi dân cho Đức Mẹ, và đó cũng là một cái lời cái cầu chúc cho mọi người nghe đài được làm theo cái Đức Mẹ. Vâng, xin kính chào. Thế cha, cái niềm tin công giáo của cha và con mình không phán xét ai, những người nào trên thân hành tinh trái đất này đều cũng sẽ phải đi ra khỏi hành tinh trái đất này, và Đức Chúa Trời sẽ phán xét họ. Nhưng có luật nhân quả đấy, nhật luật nhân quả ngay tại cuộc sống ngay tại cuộc sống bây giờ. Ngày 2 tháng 11 năm 1963, hai anh em ông Ngô Đình Diệm bị thảm sát. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Kennedy bị ám sát chết. Và ngày 5 tháng 6 năm 1968, em của Kennedy là Robert Kennedy cũng bị ám sát chết. Có nhân quả ngay tại cuộc đời này. Nền Cộng Hòa non trẻ của miền Nam Việt Nam đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, nhưng giá trị tinh thần Cộng Hòa vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay, thưa cha. Nếu miền Nam không rơi vào tay Cộng sản thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ không kém xa bất cứ một quốc gia nào tại Đông Nam Á Châu này, như nếu không nói là nó sẽ vượt trội hơn các nước khác. Tinh thần lập hiến thượng tôn pháp luật dưới thời Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó, và sẽ được học hỏi thế cửa thừa thế cho đến khi Việt Nam có dân chủ tự do. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Sau một thời gian dài không liên lạc được, chúng ta đã bắt được đường dây với nhau, nhưng mà hôm nay không có duyên lắm là vì đường dây điện thoại của cha không được tốt lắm. Chúng ta sẽ thực hiện một chương trình khác, thưa cha. Cầu mong mọi sự an lành với cha, bảo trọng sức khỏe, chưa chết được đâu. Nguyễn Hữu Giải cứ chờ mong để Chúa đưa về trời. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan. Kính chúc cha nhiều ơn lành của Thiên Chúa, thưa cha. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Quốc Sĩ, anh Trần Duy đã mang chương trình là đi toàn cầu, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người đứng già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi hết mọi nơi. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Linh Mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị khán thính giả có một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng với quý vị khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được bảo trợ bởi Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn cho mùa thu năm nay, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall, thành phố Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng cho đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Số điện thoại 972 414 1300, 972 414 1300.